Mấy con ruồi nó thường vào nhà bạn từ ống cống đó. Bạn đừng tốn tiền mua thuốc xịt hay làm bẫy, bạn hãy mua những cái lưới chặn từ dollar store. Mỗi cái lavabo hay sinh đều có hai lỗ. Bạn chặn cái dưới bằng lưới, cái trên bằng một miếng rẻ. 2 năm qua tôi sống thoải mái. Those flies usually enter your house from that sewer. Don't spend money on sprays or traps. Buy nets from dollar stores. Each sink or sink has two holes. You block the bottom with a mesh, the top with a rag. For the past 2 years, I have lived comfortably.